Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay là Marvin đang có mặt tại trường Charles Darwin University. Đây là cái trường đại học duy nhất tại Bắc Úc luôn nha các bạn. Nhưng mà nó có tới tổng cộng là 6 chi nhánh lận. Thì cái trường này gọi là nó hôm nay mình có mặt tại đây là cái chi nhánh gọi là Casuarina Campus nha các bạn. Đây là một cái chi nhánh lớn nhất của nó và rất là nhiều các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học ở đây. Bao gồm các ngành như gọi là IT nè, xong rồi bên y tế nè, bên teaching nè, bên accounting nè, rồi bên điện nè, bên civil engineer. Đó, thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng tham quan thử trường này là có cái gì hay ho nha các bạn. Let's go! Thì có thể bạn chưa biết nhưng mà CDU á các bạn là cái trường đại học duy nhất tại lãnh thổ Bắc Úc nha các bạn. Nó không có cái trường đại học thứ hai đâu. Đó, và các bạn có thể chưa biết là CDU hiện tại là đứng top gọi là 959 trên toàn thế giới nha các bạn. Thì đây cũng là một cái vị thế rất là cao trên lĩnh vực giáo dục của thế giới, là một cái nơi đáng để đi học đấy các bạn. Thì đầu tiên là Marvin sẽ giới thiệu sơ cho các bạn về cái bản đồ toàn cảnh của cái CDU Casuarina Campus nha các bạn. Đây là trước mắt của mình, đây là một cái bản đồ rất là to về mô phỏng lại gọi là cái Casuarina Campus này nó có những cái gì trong này. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh lại cho các bạn, mình giới thiệu sơ qua một lần cho các bạn có gọi là cái nhìn tổng quan về cái campus này nó có những cái gì nha các bạn. Rồi sau đó là mình sẽ đi chi tiết từng nơi, mình quay cụ thể cho các bạn luôn nha. Rồi cái chỗ mình đang đứng đây nha các bạn, you are here này đó. Thì cái chỗ này là nó sẽ có rất là nhiều thứ. Thứ là nó sẽ có gọi là cái Student Center là tòa số 1 này nha các bạn. Đó. Sau đó là nó xung quanh đó là nó có rất là nhiều tòa nhà để các bạn học. Nó sẽ đánh dấu gọi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Nó phân theo gọi là khu vực nha các bạn. Đó. Ví dụ như bên này này là gọi là Orange. Nó có phân theo gọi là cái chữ nó hơi bị mờ rồi các bạn đó. Tức là cái khu vực màu cam thì nó sẽ đánh giá là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 các bạn thấy không? Thì nó sẽ gọi là building. Mỗi cái số này là một cái tòa nhà đó. Sau đó là người ta sẽ có nhà vệ sinh. Sau khi cái tòa nhà màu cam xong rồi, cái khu vực màu cam xong thì nó sẽ chuyển qua cái khu vực màu tím, purple đó. Thì bắt đầu là nó cũng đánh giá gọi là cứ mỗi tòa nhà nó sẽ có một số như thế. Sau khi gọi là cái màu tím xong thì nó sẽ xuống là màu vàng, khu vực màu vàng đó. Sau đó là nó chuyển qua là khu vực màu blue. Các bạn cứ tưởng tượng như một cái hình vuông như thế, xong rồi nó cắt ra làm bóng thì nó có gọi là màu cam này, tím này, sau đó là vàng này, sau đó là xanh da trời, và nó đánh số từ 1 tới 10 hay là 1 tới 11 thì tùy số lượng building nha các bạn. Và đặc biệt là nó còn đánh ABC các kiểu, rồi parking các kiểu. Thì nói chung là nếu mà các bạn lần đầu tới đây thì các bạn nên gọi là chụp hình cái bản đồ này lại để về còn sau này đi học biết ở đâu chứ không nó loạn lắm các bạn. Đó, thì bây giờ là cái đầu tiên, địa điểm đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái tòa số 1 này đây. Đó là ngay trước mắt các bạn luôn, đây là cái cổng chính này luôn đây nè. Đây là gọi là cái trung tâm điều hành luôn đây, gọi là Student Center này nha các bạn. À các bạn, thì cái địa điểm đầu tiên mà Marvin muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái tòa nhà số 1 này. Đây là gọi là trái tim của cái CDU Casuarina Campus nha bạn. Đây là gọi là cái trung tâm sinh viên của các bạn. Thì có bất cứ vấn đề gì trong quá trình học tập, nhập học hay là visa hay là điểm gì, các bạn có thể liên hệ cái tòa nhà này để gọi là được hỗ trợ nha. Thì đặc biệt là ở phía sau lưng mình luôn các bạn, là ngay chỗ này là cái trạm xe buýt luôn nha các bạn, là có xe buýt số 4 và xe buýt số 10. Thì ở đây là nếu mà bạn nào mà các bạn ở trọ ở trong thành phố CBD á, thì các bạn có thể đi xe buýt số 4 hoặc là xe buýt số 10 để vào đây mà đi học nha. Còn nếu mà bạn nào mà ở trong International House Darwin ấy, thì các bạn có thể ra đây để bắt xe số 4 và xe số 10 để đi vào trung tâm thành phố để tham quan nha các bạn. Thì chuẩn bị đây các bạn sẽ có thể thấy là một chiếc xe buýt số 4 đang vào để đón người các bạn nè. Đó. Thì xe buýt ở đây là nói chung là nó sẽ luôn luôn nó chạy đi qua cái Casuarina Campus này để nó đón khách nha các bạn. Thì phần lớn khách ở đây là các bạn sinh viên đến học và đi về. Thì nói chung vé, đối với vé xe buýt của các bạn thì sẽ là $1 cho một chiến nha các bạn, full chiến luôn là vẫn $1 thôi. Các bạn nhớ mang theo thẻ sinh viên để được giảm giá nha. Đó, nhớ là xe số 4 và xe số 10 nha. Và cái địa điểm tiếp theo mình đang đứng ra nha các bạn, đó là thư viện các bạn. Thì cái địa điểm này gọi là các bạn sau này sẽ dành thời gian rất là nhiều ở đây nha các bạn. Mình thấy gọi là các bạn Việt Nam suốt ngày là bảo là đi lên thư viện rồi. Tại vì trên này là có máy lạnh mát mẻ này, các bạn có máy tính xịn này, sau đó là các bạn có cái không gian để các bạn học tập nó lý tưởng hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong, mình quay sơ cho các bạn coi nha. Cửa này là tự động luôn đó các bạn.
Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong thư viện, mình sẽ quay video lại cho các bạn coi đó. Thì nói chung là mình sẽ quay xong rồi mình im mình đi quay thôi, sau đó mình về mình lồng tiếng lại cho các bạn coi. Thì thư viện ở đây á, thì có thể bạn chưa biết nhưng mà nó mở cửa đến 1 giờ sáng luôn các bạn đó. Nghe bất ngờ không? 1 giờ sáng nha các bạn. Thì đây là tiện nghi ở tầng 1 các bạn đó. Nói chung là mà máy tính rất là nhiều cho các bạn và tiện nghi đầy đủ cho các bạn luôn. Cắm chuột USB rồi các kiểu bàn phím. Nói chung là cái màn hình này thì cũng không xịn sò lắm. Rồi đây là khu vực để in nha các bạn. Các bạn sẽ dùng thẻ sinh viên, giống như gọi là cái thẻ ATA như đó đó. Các bạn nộp tiền vào, sau đó là các bạn kết nối máy tính rồi in ra, rồi sau đó các bạn dùng thẻ sinh viên ấy, các bạn chạm vào chỗ cái đồ đầu đọc chạm này, đó là cái nó sẽ tự in ra luôn. Đó, đây cái tay mình chỉ này các bạn. Đó. Thì nó có ba cái pin, sau khi in thì nó có một cái số dụng cụ để các bạn có thể bấm lỗ hay là cắt cái giấy gì đó các kiểu. Còn đây là tầng 2 của thư viện. Nếu mà các bạn càng thích yên tĩnh á, các bạn lên tầng 2 nó càng vắng vẻ hơn. Đó, mở cửa tới 1 giờ sáng cho các bạn luôn đấy nha. Và một điều đặc biệt đó là ở cái CDU Campus tại Casuarina này thì các bạn sẽ có cái gọi là cái khu ký túc xá cho sinh viên gọi là International Darwin House này nha các bạn. Thì ở đây nói chung là giá cả nó cũng ok và gọi là cái tiện nghi tiện ích của cái khu này cũng rất ok luôn các bạn. Nếu mà bạn nào học ở tại Casuarina này mà các bạn ở trong cái International Darwin House này đấy thì các bạn sẽ đi bộ đi học luôn, không cần phải đi xa xôi. Và đặc biệt là ở gần đây nó có tất cả các trung tâm mua sắm luôn. Thì mình đã có một cái video riêng mình nói về cái International House Darwin này rồi. Thì mình sẽ để cái link của cái video này trong cái phần mô tả video cho các bạn nha. Thì các bạn có thể tìm để coi lại. Còn trong video giới thiệu về cái CDU Casuarina Campus á, thì mình chỉ nói ngắn sơ như thế này thôi, là có cái gọi là cái túc xá sinh viên nó nằm luôn trong cái trường luôn nha các bạn. Đó, thì mình nói ngắn, bây giờ mình sẽ qua cái mục tiếp theo nào. Đấy các bạn, thì cái địa điểm tiếp theo mình đang đứng ở đây đó là cái phòng tập gym nha các bạn. Thì nói chung là nhiều bạn quan tâm tới cái vấn đề sức khỏe thì ở CDU Casuarina Campus ấy các bạn, nó có nguyên một cái phòng gym rất là bự cho các bạn nam thanh nữ tú luôn. Thì ở đây là các bạn sẽ đăng ký với mức giá rất là rẻ nha các bạn, là 20 đô một tháng thôi các bạn. Nếu các bạn mua theo 3 tháng nó sẽ rẻ hơn và các bạn mua một năm nó sẽ rẻ hơn. Thì 20 đô là một tháng, còn nếu các bạn mua 3 tháng thì sẽ là 50 đô, các bạn rẻ được 10 đô nha. Còn mua một năm thì nó sẽ rẻ hơn. Thì hiện tại là nó đang đóng cửa, phòng gym này đang đóng cửa cái giờ này nên là mình không có vào bên trong để mình qua cho các bạn được. Đó, thì nói chung là mình chỉ giới thiệu sơ là ngay trong cái Casuarina Campus CDU này nó có luôn là cái phòng gym cho các bạn, nên là bạn nào mà ở Việt Nam thích đi tập gym ấy thì qua đây các bạn khỏi lo nha các bạn. Nếu mà các bạn gọi là ở trọ gần cái khu vực trường học này thì các bạn cũng có thể đăng ký qua đây để tập gym, miễn sao là các bạn là sinh viên là được nha. Đó. Và đặc biệt các bạn ở cái Casuarina Campus này thì có rất nhiều bãi đỗ xe nha các bạn. Nói chung là nó có đâu tầm 5-6 bãi đỗ xe xung quanh trường vậy đó. Nhưng mà không phải bãi nào cũng free nha các bạn. Thì ví dụ như cái bãi B của mình đang qua đây này là cái bãi này là các bạn phải trả tiền bãi đỗ xe nha. Đó. Thì tại vì cái lượng sinh viên rất là lớn nên là xung quanh trường nó có bãi đỗ xe. Nói chung bạn nào có xe ô tô thì khỏi lo cái vấn đề mà không có chỗ đỗ xe nha. Rồi một cái điều đặc biệt mình muốn chia sẻ cho các bạn khi các bạn học tại cái CDU Casuarina Campus đó là nó có luôn cho các bạn một cái AU Post Office ở trong trường luôn nha các bạn. Nhưng mà một cái tin buồn là nó chỉ mở cửa từ thứ hai cho tới thứ sáu thôi và nó chỉ mở 3 tiếng một ngày, đó là từ 11 giờ cho tới 2 giờ chiều thôi cho các bạn. Nên là bạn nào muốn sử dụng dịch vụ của cái Post Office này thì các bạn lưu ý nha. Nó chỉ có mở 3 tiếng một ngày là từ 11 giờ cho tới 2 giờ chiều và từ thứ hai tới thứ sáu thôi nha các bạn. Đó, thì các bạn muốn gửi thư gì nhận thư ấy, thì các bạn cứ lấy địa chỉ ở trong trường này luôn rồi các bạn đến đây để nhận thư hoặc là gửi đồ. Tên tên. Và thêm một cái ưu ái nữa cho cái Casuarina Campus này đó là gì, là các bạn có luôn một cái bookshop nha các bạn, mình tạm gọi là cái nhà sách đi. Thì các bạn học ở đây thì các bạn có thể tha hồ vào đây để lựa mua những cái cuốn sách chuyên ngành, ví dụ như là accounting hay là nursing hay là teaching nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để mình quay sơ một đoạn nhỏ cho các bạn coi ở trong này nó như thế nào nha.
Mà trường hợp với các bạn, nếu các bạn mà quá khát nước đi mà các bạn quên mang tiền, quên mang thẻ, thì ở trong cái CDU Campus này nó có những cái trụ nước miễn phí để cho các bạn uống luôn. Đấy. Ôi dạ, nặng quá. Nước này thì được lọc rồi, nó rất là sạch và rất là mát mẻ nha các bạn. Nên là các bạn yên tâm, các bạn có thể mang theo bình để hứng nước nha các bạn. Đó, thì rất là nhiều cái trụ nước lọc miễn phí xung quanh trường, nên các bạn chỉ cần mang theo cái bình nước thôi là lên đây các bạn lấy nước về uống luôn nha. À, phiêu quá. Và một cái điều cực kỳ quan trọng dành cho các bạn sinh viên khi các bạn học tập tại Bắc Úc đó là cái vấn đề việc làm thêm. Thì ở nếu ở trong các bạn học ở trong cái Casuarina Campus hay là bất cứ cái campus nào ở CDU á, thì nó sẽ có một cái trung tâm giới thiệu việc làm cho các bạn, việc làm thêm rồi việc làm sau khi tốt nghiệp. Thì các bạn cần ấy thì các bạn có thể gọi là đến cái trung tâm này để các bạn nói lên cái nguyện vọng của các mình, để các bạn nói người ta là các bạn muốn tìm việc làm thêm như thế nào, lĩnh vực nào như thế nào, thì người ta sẽ hỗ trợ việc làm cho các bạn. Còn không ấy thì ở trên này nó sẽ có những cái bảng gọi là mô tả công việc, những cái công việc đang tuyển hay những cái tình nguyện hay là những hoạt động trời gì đó các bạn có thể tham gia nha các bạn. Thì mình gọi là rất là highly recommend các bạn đến cái trung tâm này để tham khảo nha. Nó cực kỳ hữu ích luôn các bạn. Và cái khu vực mình đang đứng đây nha các bạn, đây là một cái khu vực gọi là barbecue, gọi là dành cho các câu lạc bộ nè, sinh viên rồi các tổ chức tình nguyện ở trong trường rồi các bạn. Thì đây là gọi là cái khu vực mình có thể book miễn phí để các bạn có thể tự do dùng bếp rồi bàn rồi bồn rửa chén các kiểu. Đây một cái khu vực rất là ok các bạn. Thì cái khu vực này nó cũng dành cho các bạn sinh viên sau khi các bạn mà gọi là giải lao, nghỉ giải lao ấy, hoặc là hết học rồi, các bạn có thể ra những cái bộ bàn ghế này nè để nghỉ ngơi thư giãn, ăn trưa cũng như gọi là tám chuyện rồi các kiểu. Đó, thì nó cái sân này rất là rộng các bạn, nó chứa được khoảng đâu đó cỡ tầm 100 đến 200 người các bạn, nên là khu vực này gọi là thường xuyên là tụ tập các câu lạc bộ lại. Ví dụ như gọi là mình sẽ có gọi là Vietnamese Student Association ấy, thì trước đây là cũng định tổ chức barbecue ở đây nè các bạn, nhưng mà nó đang trong quá trình sửa chữa nên là vẫn không tổ chức được. Thì tương lai là các hội sinh viên Việt Nam mình sẽ tổ chức ở đây. Thì nếu mà bạn nào là sắp tới sân CDU học ở Bắc Úc học ấy, thì các bạn nhớ là tham gia các hội sinh viên Việt Nam tại CDU nha các bạn, để tham gia nhiều các hoạt động bổ ích. Đó, PR như thế thôi. Rồi, bây giờ qua cái tiết mục khác nè. Đặc biệt là ở trong này còn có luôn một cái gọi là Chinese Garden nha các bạn đó. Thì nói chung ở chỗ này cũng là một nơi lý tưởng để các bạn có thể hẹn hò với bạn gái, bạn trai nha. Thì trong này nó có một cái khung cảnh gọi là tropical, có hồ cá. Cá trong này thì cá nhỏ nhỏ không à. Hoa súng, súng trắng các bạn, đang có hoa nè. Không có cá sấu đâu nha, nhưng mà cẩn thận có rắn. Đó. Thì đây là một cái công trình của bên, chắc là bên chính phủ của Trung Quốc tài trợ tại sao ấy. Nói chung là nó cũng quảng bá về cái hình ảnh Trung Quốc thôi. Thì trong này là bên trong này nó sẽ có thêm gọi là khổng tử nữa các bạn. Khổng tử rồi nó trong một cái bức phù điêu của mấy cái người nổi tiếng ở Trung Quốc. Thì mình đi một vòng luôn cho các bạn cùng coi nha. Đấy. Nó nằm ngay trong trung tâm của trường luôn. Thì cái chỗ này mình thấy để đi dạo cũng ok. Đó, đây. Xong rồi khổng tử đây nha các bạn. Xong rồi đi bộ qua bên kia nữa. Khá là xanh. Wow, để coi có cái đường để đi qua không. Đó, có một cái vị gì bên kia nữa. Mình thấy khá là ít sinh viên vào đây. Mình thì hay vào nhưng mà mấy sinh viên khác mình thấy là ít vào thì không hiểu như thế nào. Có thể là do nắng nóng quá hay sao mấy bạn lại không vào. Đây, thêm một vị nữa đây. Nói chung là lịch sử Trung Quốc thì mình không rành lắm. Đó. Xong lại một vòng lại. Đấy. Thì đó cũng là một cái giảng đường để các bạn học đó. Tưởng tượng các bạn học trên kia ngắm xuống cái công viên này thì khá là đẹp nha các bạn. Đây nữa. Đây cũng là một cái vị gì của Trung Quốc đây. Mình cũng không rành lắm. Rồi. Thế là xong toàn cảnh cái Chinese Garden nha các bạn.
Thì vừa rồi là Marvin đã giới thiệu xong một vòng sơ về những cái nơi điển hình của cái Shizuoka Arena Campus. Thì nếu các bạn có bất cứ cái câu hỏi thắc mắc nào về cái campus này ấy, thì các bạn vui lòng bình luận ở trong cái video, mình sẽ trả lời sớm nhất trên nền tảng YouTube cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, mình là Marvin, cuộc sống ốc. Bye bye.